Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Đăng, Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì văn phòng thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã đưa ra một cái một cái lời cảnh báo rằng là sẽ cắt giảm hết những cái khoản tiền quỹ rót xuống các thành phố nếu như các thành phố quận hạt đó không giải quyết cái vấn đề các khu trại của người vô gia cư. Thì quý vị nhớ rằng là vào ngày 25 tây tháng 7 đó thì thống đốc tiểu bang California đã ra cái sắc lệnh hành pháp gọi là yêu cầu tất cả các thành phố, các quận hạt phải dọn dẹp sạch những cái lều trại của người vô gia cư mà đóng ở đây Đặc biệt là ở thành phố Los Angeles Nếu như ở trên toàn tiểu bang California đó là có khoảng 180.000 người vô gia cư Nghĩa là đứng nhất hết trên toàn quốc À, cái số lượng người vô gia cư ở tiểu bang California chiếm khoảng 1 phần 3 số người vô gia cư trên cả nước. Và trong 180.000 người vô gia cư của tiểu bang California thì ở Los Angeles đã có đến 75.000 người. Oh. Có nghĩa là gần đến một nửa là tập trung ở Los Angeles. Thì dĩ nhiên cái county mà Los Angeles thì nó rất là lớn, nó lớn lắm. Và ngày hôm thứ năm á, ngày hôm qua người ta cũng thấy được cái hình ảnh của ông Gavin Newsom đi cùng với những thiện nguyện viên bắt đầu đi dọn dẹp rác, rửa rác tùm lum hết ở quanh những cái chỗ mà của người vô gia cư. Ông nói rằng là đây là một cái điều rất là cần thiết, rất là khẩn cấp phải giải quyết cái vấn đề này, bởi vì nó là sau khi cái chính sách ở tiểu bang California đưa ra đó là những gì nhập cư rồi dẫn đến cái tình trạng rồi vô gia cư rất là nhiều thì có người thì người ta lên tiếng người ta bênh vực cái điều này đó là cái nơi đã dang rộng vòng tay ra để đón tất cả mọi người đặc biệt là từ sau Covid-19 những người bị thất nghiệp rồi những người từ nơi khác đổ về rồi giờ cái lúc mà những cái chiến tranh diễn ra rồi những người nhập cư từ ở khắp mọi nơi đổ về nữa nhiều thì bây giờ nó đã quá đến lúc mà quá tải chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy những cái lều trại của người vô gia cư rồi cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái bộ mặt của tiểu bang ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố và đặc biệt là đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều những cái người buôn bán những cái cửa tiệm hàng quán khi mà phía trước đó người vô gia cư người ta cứ dựng cái lều trại thì ai mà dám vô rồi đến lúc mà ở khu vực mà Los Angeles nhiều nơi người ta nghĩ ra cái cách đó là họ đặt những cái chậu cây để mà cản trở bớt những người vô gia cư để cái lều trại đó thì lại cũng bị thành phố họ bắt dẹp đi, không có được để như vậy. Rồi rất nhiều vấn đề thì bây giờ khi mà cái lệnh hành pháp này của thống đốc tiểu bang Gavin Newsom đưa ra, dĩ nhiên bên cạnh những người ủng hộ thì có nhiều người phản đối, nói rằng là tôi không hiểu là bây giờ nếu họ không dọn đi Tự nhiên đưa cho họ một cái giấy phạt 200 đô la, lần đầu, lần thứ hai đưa tiếp một cái giấy phạt 200 đô la, đến lần thứ ba bắt họ bỏ vô tù với tội gì? Tội vô gia cư. Thì cái điều đó đối với họ nó nó không có ý nghĩa gì hết. Họ đâu có tiền mà ghi giấy phạt thì để làm gì? Tiền đâu họ đóng? Không có đừng đóng lần thứ nhất, không có tiền đóng lần thứ hai đến lần thứ ba bắt vô tù vô tù rồi, chỗ đâu chứa? Mà tội thì là tội, không có nhà ở thì có nhiều người người ta đưa ra những cái lập luận như vậy rồi ngay cả bà thị trưởng của thành phố Los Angeles bà nói là đây cũng không phải là cái vấn đề để mà giải quyết cái chuyện này mình phải có một cái biện pháp khác à, cái chuyện mà xây thêm nhà ở xây thêm uh, chung cư cho những người vô gia cư hay là với giá rẻ thì ngày hôm trước người ta cũng đưa ra một cái bản tin liên quan đến vấn đề này đó là sao cái chuyện mà xây dựng như vậy đó họ sợ là sẽ đưa đến những cái thất thoát hay là sẽ bị gọi là kiểm toán để coi sao cái bắt đầu nó có cái sự dè dặt mà cái sự dè dặt đó dẫn đến là nhiều cái công trình xây không có xong. Nó cái này nó dẫn theo cái khác rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ông thống đốc tiểu bang đã ra một cái lệnh rất là chắc nịch, ai không dọn dẹp, thành phố nào không dọn dẹp thì tiền cái ngân sách rót xuống sẽ bị cắt. Cho nên người ta phải làm. Ờ, trước đây thì cũng có một cái vài cái công trình Mà ở tiểu uh, bang California Chúng ta xây ra, đưa ra Để cho người vô gia cư homeless ở Mà họ không chịu ở Họ không chịu vô Mấy cái nhà nhỏ 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 cũng có thưa quý vị Mà họ không chịu vô, họ nói họ ở không được Rồi uh, họ cũng lại tiếp tục đi ra ngoài Bằng cách là đi xin tiền này nọ Hoặc là đi uh, tùm lum hết Nhưng mà thật sự đa phần Không phải là lễ thái đánh đồng hết Đa phần những người vô gia cư này Nhiều người là trong những người nghiện ngập Thành ra quý vị nào chúng ta xem những cái video đi dọc những cái đường phố ở downtown ở Los Angeles mà quý vị thấy những cái khu mà trại vô gia cư phải nói mình đi qua mình bịt mũi luôn đó với cái sự, sự nhích nhát của nó rất là nhiều và đây là một trong những cái gọi là cái dự dự luật một cái một cái hành động rất là quyết liệt của thống đốc bang Gavin Newsom đưa ra trong cái thời gian vừa qua mà chuyện làm được hay không thì chúng ta cũng phải chờ đợi một một ngày nào đó, một ngày tới để mà xem thử coi nó sẽ diễn ra như thế nào và có giải quyết được phần nào cái vấn đề vô gia cư ở tiểu bang California hay không. Đây là một trong những cái vấn nạn. Nếu như quá nhiều như Lê Thái thì Lê Thái thấy là quá nhiều người vô gia cư hiện nay rồi nó gây ảnh hưởng rất là nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mọi người. À, kính thưa quý vị, ngày hôm qua Lê Thái cứ đưa đến quý vị thông tin một cái người đàn ông bị bắt sau 47 năm, ông ta giết chết ba cô gái bằng cách siết cổ bằng cái công nghệ DNA mà những cái vị cảnh sát người ta đã lật lại cái vụ án. Đó là những cái vụ án lạnh, những cái vụ án nguội mà nó đã diễn ra trong quá khứ mà người ta chưa tìm được hung thủ chính xác. Nó nằm bỏ ngỏ ở đó, người ta lấy ra. Ngày hôm nay thì có một cái vụ án này thưa quý vị, một cái bà mẹ trẻ, lúc mà lúc mà cô trẻ là cô Mì 19 tuổi, đó, cô đã giết cái đứa con của mình bằng cách là cô bỏ đứa con của mình vào trong cái thùng rác ở thành phố Riverside và sau 37 năm lẫn trốn người ta không biết người người hung thủ là ai cái người đó là ai người mẹ đó là ai của đứa trẻ đó thì bây giờ người ta đã tìm ra bằng cái công nghệ DNA luôn ở California cái người phụ nữ này đã bị bắt và đối mặt với cái cáo buộc về cái cái chết của một cái bé gái sơ sinh và cái thi thể của bé gái này được tìm thấy ở trong thùng rác cách đây 37 năm ở Riverside ở miền Nam California thi thể của bé tìm thấy vào ngày 13 tháng 10 năm 1987 một cái người đàn ông khi đó thưa quý vị lục loại cái đồ tái chế ở trong cái thùng rác phía sau một cái doanh nghiệp trên cái block nhà 5400 ở đại lộ mà La Sierra ở thành phố Riverside và khi mà ông này ông đang lục loại thì ông phát hiện ra cái thi thể của bé gái sơ sinh này ở trong đó. Và theo cái văn phòng mà giám định y khoa của quận Riverside người ta tuyên bố là cái chết này là một của cái chết của một trẻ sơ sinh đây là một cái vụ giết người và mặc dù cảnh sát Riverside á, người ta đã điều tra vụ án trong suốt những năm qua nhưng tất cả những cái đầu mối những cái bằng chứng để thu thập á, nó cạn kiệt và không xác định được cái nghi phạm là người nào và cuối cuộc điều tra cuối cùng nó khép lại cho đến khi mà sở cảnh sát người ta lập một cái một cái cái gọi là một cái án một cái đơn vị để mà điều tra những cái án mạng chưa phá vào đầu năm 2020 và chúng ta thấy rằng đây là một cái thế hệ mà thám tử một cái thế hệ cảnh sát mới với những cái công nghệ hiện đại có thể sử dụng những công nghệ phần mềm rồi DNA người ta có thể lật lại những cái vụ án trong quá khứ và cái cái nhóm thế hệ mà cảnh sát mới này người ta đang điều tra về cái chết của đứa trẻ và phát hiện ra thì nhờ cái công nghệ DNA này thưa quý vị các thám tử này người ta đã xác định được cái người mẹ của đứa bé tên là Melissa Jeans Allen Avila năm nay là cô này đã ba, 55 tuổi rồi khi mà cô thực hiện cái hành vi mà bỏ con mình ở trong thùng rác á, giết người á là năm đó cô chỉ mới 19 tuổi mà thôi và khi mà cô sanh đứa bé ra như vậy, cô bỏ vào trong thùng rác á, là cái thời điểm đó là cô rời khỏi luôn cái thành phố đó luôn. Là cô không còn còn ở quận Riverside vào cái thời điểm mà cô vứt xác đứa con gái của mình ở đó. À, vừa qua thì những người phụ nữ này thưa quý vị đã được tìm thấy ở Selby ở Bắc Carolina và bị chính quyền địa phương người ta bắt giữ vì cái tội giết người và đã được đưa trở lại cái quận Riverside vào ngày hôm qua để mà cô phải đối mặt với những cái cáo buộc là giết con gái mình và cách đây khoảng 37 năm và hiện nay là cô người đàn người phụ nữ này đang bị giam giữ tại cái cơ sở cải huấn là Larry T. Smith ở Benning và giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoài là 1.1 triệu Mỹ kim và phải ra tòa vào tháng 9 sắp tới ngày 9 tháng 9 và đây là một trong những cái hành động mà chúng ta thấy rằng cũng rất là khó hiểu đối với một cái người mẹ mà nỡ nào mà bỏ đứa trẻ sơ sinh của mình vào trong cái thùng rác như vậy cái thời điểm đó cô mới 19 tuổi thì em nghĩ rằng cái lứa tuổi đó cũng là lứa tuổi mà chúng ta nhận thức được cái vấn đề phạm tội về ý thức của một cái người, của một con người về một sinh mạng của một con người mà tại sao không biết làm sao mà hành động như vậy. 19 tuổi vẫn còn rất là trẻ. Ừ. Thì có thể là lúc đó những cái đứa bé đó được sanh ra là ngoài ý muốn. Ừ. Cho nên cô đã có những cái trong khi hôm trước tin tức có đưa đó là đối với những người mà sanh con ngoài ý muốn như vậy mà muốn thì cứ việc là đem đến một cái bệnh viện hoặc là họ gọi, họ để lại đó thôi, người ta sẽ không hỏi danh tánh, người ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, sẽ không làm gì được, không làm gì hết, nhưng mà có thể là nhiều người người ta không biết rồi người ta không có cái lúc nó còn quá nhỏ mà nhưng mà không ngờ rằng là 37 năm sau thì cái vụ này lại bị lật ngược lại cho nên mới thấy rằng là cái điều tra hoặc là có những người người ta nói là lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát là như vậy đó có nghĩa là làm bao nhiêu lâu rồi tự nhiên đến một lúc tưởng là quên lãng nhưng mà nó sẽ bị khui trở lại hết à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.